Kính chào bà con. Hôm trước thì thấy có chia sẻ với bà con cái họp này nè, cái họp này để mà tăng cường sức khỏe lên gấp 3 lần, chia sẻ cho bà con để bà con tìm bà con mua ha. Và sau khi bà con uống á, nó có thêm cái công dụng rất là hay nữa. Ngày hôm nay thấy chia sẻ với bà con, nếu bà con mà làm nghề cao su mình có thêm cái đam mê là ca hát ha, ca hát karaoke hay là ca hát, hoặc là muốn luyện thi đồ mà cái chất giọng mình, cái nội lực mình không có, chất giọng mình nó kém ha, muốn ca ví dụ trong cuộc vui mình muốn ca được nhiều bài nhưng mà chỉ 5 bài là hết nổi rồi, nó khàn giọng à. Nhưng sau khi bà con sử dụng cái này ha, là bà con có thể đi cạo vừa ca suốt ngày không mệt, mà cái chất giọng, cái giọng của mình á, nó sẽ tăng lên, bà con tăng lên, tức là nó khi bà con ca những cái quãng cao á, mình ca bà con ca không nổi, nhưng mà con sử dụng cái này bà con sẽ ca được những cái khoảng cao và ca coi như là vui, vui ca suốt ngày, vui ca suốt ngày mà nó không có mệt, mà nó nâng cái chất giọng mình lên giống như là ca sĩ vậy đó. Và nếu bà con có cái năng khiếu chút xíu, năng khiếu tức là chất giọng bẩm sinh chút xíu mà bà con sử dụng cái này thì có thể là phải nói là có ham muốn trở thành ca sĩ cũng là chuyện đơn giản thôi, tại vì thế có thế thấy được cái hiệu quả này nữa, nó cũng rất là thú vị để chia sẻ với bà con, để cho bà con trong những cái cuộc vui như là karaoke hay gì, những cuộc những cái bữa tiệc á, mà muốn kéo dài, muốn tăng lên, mình muốn ca được nhiều bài, ca hát vui vẻ với bạn bè đồ á, với mọi người, mà thì bà con sử dụng cái này thì bà con muốn ca bao nhiêu bài cũng được. Đó, người ta coi như là mọi người ca là mệt hết rồi nhưng mà mình vẫn ca được suốt ngày ha bà con, suốt phải nói là suốt ngày luôn á, suốt ngày luôn không mệt, chỉ trừ khi là bà con không muốn ca nữa thôi đó. Thì cái công dụng của cái này rất là hay, tôi thể chia sẻ thêm, ngoài cái công dụng là cái tăng cái sức khỏe mình lên á, nếu bà con mà hầu cây hoặc là bà con là chủ vườn có nhiều hecta thì bà con cũng nên mua cái này nè, mua cái này để bồi bổ cho công của mình đó, để tăng cường sức khỏe, giúp cho vừa 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 tăng cái sức khỏe, cải thiện cái sức khỏe của công của bà con, mà vừa giúp cho họ là sẽ họ sẽ vui vẻ, họ sẽ hăng say, họ sẽ có thêm năng lượng để mà khai thác mũ nhiều hơn. Đó, làm nhiều hơn, làm nhiệt tình hơn, tại vì thường không phải người ta làm biếng đâu, nhưng mà tại do sức khỏe của họ không có, mà khi mà họ họ khỏe rồi đó, họ sẽ làm rất là hăng say, làm suốt ngày, đó là những cái công dụng dụng rất là hay.